Hello, chào các bạn, lại là mình đây. Mình tên là An, nhân viên bán hàng tại Head Honda Hồng Đức 10. Địa chỉ của cửa hàng là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của An là 0939 734142. Số điện thoại này thì An có đăng ký Zalo, các bạn có thể gọi trực tiếp cho An hoặc là mình gửi các bạn Zalo với An thì An sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về giá xe cũng như là chương trình khuyến mãi để cho mình chọn được một chiếc xe phù hợp nhất. Thì hôm nay An xin báo giá cái dòng xe E-Black trong tháng 12 này thì bao gồm những gì. Thì xin mời các bạn xem hết cái video này. Đối với cái dòng xe E-Black, nếu các bạn mua phiên bản 125 thì sẽ được giảm là 2 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe. Và mình mua phiên bản E-Black 150 thì sẽ được giảm 3 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe. Ngoài ra bên cửa hàng còn tặng thêm cho các bạn cái gói quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm là một cái nón bảo hiểm nửa đầu có kính, một cái áo khoác, một cái cuốn lịch ốp gỗ treo tường, 2 lít xăng, móc khóa và thẻ VIP. Ngoài ra khi mình muốn gắn ba ga phủ nano gắn chống trộm của ống xăng thì sẽ được giảm thêm là 30%, và khi mình thay nhớt thì sẽ được giảm thêm là 50% tiền nhớt được 6 lần. Đặc biệt hơn, khi các bạn mua xe E-Black tại Head Hồng Đức 10 thì sẽ được tặng thêm cái gói giới hạn bảo hành 2 năm nữa, là xe mình được bảo hành tới 5 năm hoặc là 50.000 km. Thì trong tháng 12 này, khi các bạn mua xe E-Black tại Head Hồng Đức 10 thì sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng 100%. Giải đặc biệt là một xe Wenfa phiên bản giới hạn có chữ ký của cầu thủ Việt Nam, số lượng là 20 xe. Giải nhất là một chiếc xe Wenfa phiên bản tiêu chuẩn với số lượng là 2.000 xe. Nếu các bạn quay số mà không trúng thưởng thì mình sẽ được tặng cái phiếu lì xì là 500.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra bên cửa hàng còn có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Nếu các bạn đang sử dụng một chiếc xe cũ nào đó mà mình muốn đổi qua dòng xe E-Black thì bên cửa hàng có thu vào luôn và hỗ trợ thêm nữa cho các bạn 1 triệu đồng nữa. Và bên cửa hàng còn có chương trình là hỗ trợ trả góp lãi suất không lãi suất. Nếu các bạn trả trước khoảng 30% thì mình góp không lãi suất. Thì An xin lấy cái bản tính ngẫu nhiên của dòng xe E-Black. Cái giá gốc là 44.490.000, giá này đã giảm 2 triệu rồi. Thì các bạn trả trước 30% là khoảng 13.400.000. Mình vay lại là 31.090.000 và mình góp 9 tháng. Mình đóng 3.596.000, 12 tháng 2.733.000. Thì thủ tục trả góp cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Thì bên cửa hàng còn hỗ trợ lên hồ sơ online cho các bạn, chỉ cần các bạn gửi thông tin qua cho An thì An sẽ hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn. Khi nào hồ sơ đậu thì mình tới cửa hàng mình nhận xe và mình đóng tiền thôi. Thì như vậy thì các bạn đỡ mất thời gian hơn khi mình đang ở xa mà không tiện đi tới cửa hàng. Thì An xin lặp lại, địa chỉ của cửa hàng là Head Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của An là 0939 734142. Số điện thoại này thì An có đăng ký Zalo, các bạn có thể gọi trực tiếp cho An hoặc là mình gửi các bạn Zalo với An thì An sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về giá xe cũng như là chương trình khuyến mãi để cho mình chọn một chiếc xe phù hợp nhất. Thì trước mặt các bạn đây là những cái màu sơn đã được công ty Hồng Đức sơn độ lên. Những màu này, màu hãng nó không có những màu này. Nếu các bạn mua những màu này thì sẽ được bảo hành màu sơn là 3 năm để cho mình yên tâm sử dụng. Đặc biệt hơn, nếu như trong 3 năm đó màu sơn có bị bong chóc màu sơn thì các bạn chỉ cần mang xe qua bên cửa hàng thì bên cửa hàng sơn cho bạn miễn phí hoàn toàn. Đó. Những màu này đã được Hồng Đức sơn độ lên. Khi mình mua thì sẽ được bảo hành 3 năm màu sơn. Đây, để em quay cho cận cảnh các bạn xem, cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt và sang trọng. Những màu này nếu mình mua về mình lưu thông trên đường thì sẽ thu hút mọi ánh nhìn, tại vì những màu này là màu của hãng không có. Anh xin lặp lại, địa chỉ cửa hàng là Head Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của An là 0939 734142. Số điện thoại này thì An có đăng ký Zalo. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì cho An xin một like và share và đăng ký kênh để tạo động lực cho An ra những cái video hay hơn nữa. Xin cảm ơn ạ.